Như thằng Long Tứ, một cái thằng gọi là thật sự chỉ biết là ăn không nằm, ăn bám với một con khùng. Vậy mà bây giờ nó còn nó gọi là cái kênh của em chuẩn bị đi quay hoàn cảnh. Ông nội mày thôi tao xin, mày đừng có đi quay hoàn cảnh để cho xã hội được yên bình. À, chứ cái thứ của mày mà đi quay hoàn cảnh loạn chọn, tao nói là cái hở quá nó cũng cực kỳ lớn. Cái thay mày mày lo không xong, bây giờ mày đặt đi quay hoàn cảnh. Cái thay mày thật sự còn anh mày trong tình thương của Mạnh Thường Quân, mà bây giờ mày lên là bảo rằng mày làm từ thiện. Ủa mày lấy cái quần què gì mà làm từ thiện Long Tứ? Hả? Mà lấy gì mà làm từ thiện mà bây giờ bảo đi quay hoàn cảnh? Lũ bay thật sự không có hiểu thế nào là từ thiện, thế nào là thiện nguyện. À, xem cái thân của mình nó đủ tư cách hay chưa? À, mình đã có những cái mà nuôi sống bản thân mình được hay chưa? Mà bày đẹp đi giúp người ta. Mình muốn giúp bất kỳ ai, mình phải giúp bản thân mình, giúp cho gia đình của mình. Ở đây con của mày ấy, là thật sự mày cũng bỏ bê như vậy, bày đặt đi quay hoàn cảnh. Nói tới thằng này, xin thưa quý vị, là có nhiều cái để mà thật sự đáng chửi hơn là đáng để mà khuyên. Thay mày nó nhất lời như vậy, mày anh mà còn anh mày anh giật trong tình thương của chim sâu, bây giờ đi quay hoàn cảnh. Và bản thân thằng nấm này cũng vậy, mày lên không gian mạng mày lừa người này mày lừa người kia, mày cũng dạng như là đối đến meo râu, đối mốc mỏ. Bây giờ mày đặt đi quay hoàn cảnh để làm từ thiện, rồi bây giờ lên nói một câu là em không làm từ thiện, em bây giờ em quay cả cảnh hài hài ông nội mà, chứ hài cái gì? Lên mà nhìn cái mặt út gà tao thấy là tao chán cơm luôn, mà bây giờ mày bảo hài. Một trong những cái thước phim mày quay lên là thước phim kinh dị. Thước phim mà quay lên là những thước phim gọi là như là phim ma, mà ma thật á, là nó sợ chết bà nậu luôn. Hài chỗ nào? Xem phim mày mà nửa đêm nó hôm không dám bỏ chân dưới đất luôn đó. Nhìn phim mặt út gà đó quý vị, nhìn mặt út gà là ngủ mà thật sự quý vị nửa đêm không dám mà bỏ chân dưới đất luôn, mà nó sợ như vậy đó. Mà cho nó là hài. Phim của em là phim kinh dị, phim ma giữa đời thường. Ma đây là ma sống, ma đây gọi là ma hút máu của là chim sâu. Mày bảo rằng phim hài hài chỗ nào vậy? Nhìn cái mạch út gà thật sự là lơ cơm luôn, bảo là phim hài hài là người ta nhìn vô đó, ít ra như hài sạc lô đó. Nhìn vô là cười rồi, như là hài của là chàng binh đó quý vị. Nhìn thôi là đã cười rồi, mặc dù người ta gọi là không có nói. Một trong những cái hài gọi là cái là theo cái hành động người ta diễn thôi. Hài đấy mới là hài. Hài ông nội mà nhìn cái mặt út gà ta thấy thật sự âm trì địa phủ không đó mà hài. Làm cái gì cũng mức độ thôi chứ. Dạ. Còn nói với anh Đời Thường nè, hôm nay em cũng lên nói thật với anh luôn. Là cái clip này là cái clip em trực tiếp mà gọi là nói về anh, là cái clip cuối cùng anh không có xứng đáng mà để lên nói chuyện với em. Còn anh muốn là nói cái gì đó là quyền của anh nha. Quả chứ thằng cha con, cũng chính cái mỏ thúi của mày, mày gọi là mày thách thức anh lên, mày còn hẹn, mày còn gọi là cái như là thề nữa. Mà mày thề là mày lên mày diệt cái tao bằng được, mà sao tự nhiên mày bỏ mà chạy mà cúp đuôi như một con chó ghẻ đó mày. Do mày lên mày gọi anh, cho nên anh mới gọi là anh lên để mà anh đáp trả với mày, được không? Chứ mày là cái quần què gì mày nó thật sự mà đi liếm giày anh, thật sự anh còn cái như không cho. Mày là cái đẳng cấp chỗ nào đâu mà lên là bảo rằng trời ơi Đời Thường không đủ đẳng cấp. Cái thứ của mày không phải là tao nói về mày, nhưng mà nói thật sự đó, tao nói để cho mọi người hiểu bản chất của mày, nó khác nhau hoàn toàn. Tao nói về mày khác, và tao nói để cho mọi người hiểu bản chất chó má của mày là nó khác. Hiểu không nắm? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ chẳng lẽ bây giờ tao lên tao nói về mày là cái tao nói với mày hả? Không có đâu cưng. Anh nói với cưng là một trong những là cái nhân vật mà để anh mổ xẻ ra để mọi người thấy cái bản chất mà nó gọi là nó suy đồi về cái đạo đức, nó mất đi cái tư cách, mất đi cái nhân cách, cái liêm sĩ của một thằng đàn ông là như thằng nắm anh bao. Mục đích của anh là như vậy. Do lý do là mày lên mà tiên chiến rồi mày bỏ mà chạy, cho nên mày bỏ chạy thì tao cũng phải chơi hết cái cuộc chơi này. Dễ gì mày bỏ mà chạy rồi tao im.
Bây giờ mày cảm thấy rằng mày chơi kèo này thật sự mà đang hố kèo đúng không? Đó, rồi bây giờ lên thôi tao hố kèo, tao lên xin lỗi đi. Đã gọi là hố kèo còn chảnh chó, tao ở anh nó không đủ tư cách, rồi không đủ tư cách sao bỏ chạy sớm vậy cưng? Ê, bộ tư cách mày, cái như tư cách mày có quá hay dữ. Tư cách mày dạng tư cách rẻ thúi. Chơi mà chơi cái mất dạy, mày lên mà tiên chiến cho đã, rồi bây giờ mày để anh chơi một mình thì tao cũng chơi thôi chứ sao? À, nhưng anh chơi mà thật sự anh chơi cái kèo đây là thật sự em chứ có đường chết thôi. Mày mày chưa phục hồi cái nhân cách của mày, mày lấy tư cách nào mày đi nói chuyện với một công dân như anh, hiểu không? Tư cách của em nó vẫn còn có những cái nó hạn chế, cái quyền công dân của em nó còn nó có những cái đang hạn chế, hiểu chưa? Em đâu phải là một người công dân bình thường, em là một trong những người công dân đang bị hạn chế một số quyền vì lý do em đang gọi là có một cái thời gian thử thách nữa, hiểu chưa? Bày đặt mày lên mà bảo rằng là cái như là không đủ tư cách để nói chuyện với mày hả? Cái mày nghĩ sao một thằng mà vô tù ra khám, một thằng đang còn gọi là cái thời gian thử thách, đó, còn mình mà mày bảo anh là không đủ tư cách với mày, ấy mày nói ngược, chơi mà chơi kiểu chân ngược thôi, tao thích mày cái kiểu mà nói ngược như vậy đấy. À, rồi để mày xem cái kiểu nói ngược của mày rồi tao chơi mày tới đâu. À, chào Xuân Dương TV nha. Rồi chúc anh một ngày mới sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha. Thì em nói anh luôn, tại quý vị khán giả biết sao mà nhân vật em thường quay hoài. Tại vì á, em làm á, cái trên cái nền tảng này, cuộc sống gia đình em đâu có đủ. Em phải là thu nhập thêm để nuôi hai con đang tuổi ăn tuổi lớn và đi học. Bà mẹ mày xã hội này mà ai chẳng nuôi con nuôi cái mày. Cái xã hội này ai cũng có những cái trách nhiệm, ai cũng có những cái gọi là cái gánh nặng cơm áo gạo tiền hết trơn. Nhưng mà tại sao người ta làm cái gì đó là nó không ảnh hưởng? Người ta làm bất kỳ cái gì cũng để lại một cái giá trị cho đời. Đấy, còn mày để lại toàn những cái hậu quả tào lao không? Chẳng lẽ bây giờ mày cái một bản thân mày chỉ biết làm nuôi con thôi hả? Rồi mà làm bất chấp hả? Hả? Bây giờ mày lên mày khóc để lấy tình thương của khán giả hả? Nếu mày vì hai đứa con của mày đó là mày không bao giờ quay những thước phim mà nó bất chấp đến mức mà gọi là nó vô sĩ như vậy. Mày nghĩ sao hình ảnh của Út Gà mà đang ăn cướp nhà của chim sâu mà mày quay lên mãi quay lên hoài như vậy? Rồi bây giờ mày lên mày viện cho một cái lý do vì em cuộc sống khó khăn, em làm em nuôi con. Của xã hội này ai mà chẳng có cái trách nhiệm với người thân? Xã hội này người nào cũng có con hết quý vị, trừ khi một số người là thật sự họ không muốn sinh con thôi. Ai cũng có con hết trơn, ai cũng có con, ai cũng có cha có mẹ, ai cũng có cái cuộc sống hàng ngày mà đỡ phải cần lo. Có người ta không lành lạnh đôi chân mà người ta vẫn đi lao động bình thường, vẫn đi lao động một cách lương thiện để người ta kiếm ăn. Còn lũ bay đi đu vô Út Gà để bay mòi chài mạnh thường quân, cái cách kiếm tiền của mày lương thiện dữ không? Cách kiếm tiền của mày lương thiện rồi mà mới đi nói chuyện. Còn đằng này mày bảo rằng mày có hai đứa con. Ủa sao mà thật sự tao nghe mà lên mày hô hào dở sợ đó mà mà bây giờ lên gọi là than thân trách phận ra hả? Bây giờ mà nuôi con mà nuôi hai đứa mà nuôi không nổi thì mày đi chết cha mày chết rồi chứ mày ở làm chi, mày sống làm chi mày? Mày cũng giống như Long Tứ thôi. Bây giờ con của mày thì mày phải có trách nhiệm mày lo. Đó. Mà bây giờ hai đứa con mà mày lo không nổi, mày nuôi không nổi, mày lên không gian mạng mày khóc. Trời ơi em, bây giờ em phải đi làm thế này kiếm thêm thì kiếm chứ đừng mà đừng đi kiếm chuyện. Hiểu không? Mày đang đi kiếm chuyện cái thêm nào? Kiếm thêm là người ta phải làm việc nó có cái tính nhân văn trí tuệ. Còn mày đang mà đi kiếm chuyện à, lúc mà mày sỉnh vô, mày vô mày ôm bồn cầu, bắt đầu mày uống lại cái nước đó rồi mày ngố người ra à, rồi mày lên mày gây chuyện. Do mày là thằng gây trước, hiểu không? Tao lên thì thật sự tao lên tao nói chỗ Út Gà, tao cũng nhắc nhở tao dạy dỗ lũ bay thôi. Vì quan niệm của tao đó, tao đủ tư cách để dạy dỗ những con người như mày, hiểu không? Hiểu không lắm? Tao lên tao dạy mày thì mày cũng phải lấy tay mày nghe chứ, chuyện đúng chuyện phải chứ.
tao dạy mày cuối cùng mà thấy quyền lợi của mày bị ảnh hưởng, nếu mà nghe lời tao là quyền lợi mày sẽ mất trắng. Bắt đầu là mày lao vô gọi là cứng như là một con chó dại. Mày chơi đó, mày chơi đó là mày tự mà chọn con đường gọi là mày lao đầu vô đá rồi. Bây giờ lên than thân trách phận, trời ơi hoàn cảnh em nó khổ, hoàn cảnh khổ chứ đừng bao giờ nói thật sự đó. Mà mày cái mặt mà nó mất cái tư cách để Kim Anh hiểu không? Nói vậy là thật sự có hiểu không lắm? Ngày mai mà lên nó trời ơi chưa hiểu. Thì em chỉ là tập trung vào làm bánh, còn cái công chuyện YouTube thì em quay để cho kiếm thêm tiền cá tiền mắm thì kia thôi nha. Nhiều khi hên hên thì cái thằng đây nó là cái nam cao vlog chị Lan Bích. Ủa mà kiếm tiền cá kiếm tiền mắm mà thật sự thiếu cha gì cách mày kiếm. Tao nghe mày lên mày bảo rằng tao mày làm cũng lắm tiền lắm mà. Ê, chẳng lẽ ai đi kiếm tiền cá kia tiền mắm cũng như mày hả nắm? Người ta đi kiếm một cách là bất chấp như vậy hả? Ăn á, thì ai cũng muốn ăn. Nhưng mà nên nhớ rằng ta chọn món ăn nào đó mà nó phải cho sạch. Hiểu không? Mày toàn mà chọn những món ăn độc không? Bảo sao không nói? Lên còn đi giải thích quý vị thế không? Giải thích còn tào lao. Xã hội này không phải một mình mày cần cái sự sống. Xã hội này không phải một mình mày đó là có cái cuộc sống gọi là nuôi con nuôi cháu. Ai cũng có cái trách nhiệm bản thân và với cái trách nhiệm của người thân. Nhưng mà người ta chọn cái con đường nó khác. Người ta quay những thước phim như thế nào thật sự nó cũng mang chất rất ý nghĩa. Còn mày quay mà chà mày lớp mày lì mày lợm, thật sự mày như là một cái gọi là cái đá cuội mà vô tri. Nói mày thật sự nói thời gian lâu rồi bản chất của mày nó vẫn là như vậy. Nếu như những ngày vừa qua mà tao không lên tiếng đó, chưa chắc gì mày lại buông út gà đó. Tao nói thật, mày vẫn đu theo út gà để mà kiếm cơm chứ chưa chắc gì mày buông út gà đó. Mày đừng có nói mày là thanh cao, hiểu không? Cứ lên bảo rằng trời quay thức phim không có kêu gọi Mạnh Thường Quân, hỏi Mạnh Thường Quân cho tiền có lấy không? Lấy. Khi mà người ta nói trời ơi em đâu có kêu gọi đâu, người ta cho thì em phải lấy thôi. Ở bay sống cha của người ta đó. Bây lên bây chài mồi cho đã rồi người ta cho tiền rồi bây nói một câu là xem như quầy dốt. Trời ơi em đâu có kêu gọi, mà do người ta cho thì em phải lấy thôi. Ở lũ bay cũng phải biết một cái, một lần dù chỉ một lần bay phải biết là từ chối, để cho gọi là cái lương tri lũ bay nó phải là nó tồn tại, nó còn tiếp vận hành cái nhân cách. Thế còn lương tri lũ bay nó không còn thì nhân cách lũ bay xem như là phế vật đâu, nó còn cái chi để mà vận hành đâu, đúng không? Bay làm theo bản năng, ăn theo bản năng, giọng theo bản năng, quay theo bản năng. Cứ lên nói thì đúng rồi quý vị, không kêu gọi mà ai cho tiền thì ngửa tay là nhận. Đọc là đọc chỗ đó. Mày chơi kiểu mà đánh lừa khán giả. Mày mà tao nói thật sự lũ bay mà bây giờ mà ra mà làm nếu đúng mà thiện nguyện thật sự. Mà như cái nghị định 93 mà ban hành đó, tao nói lũ bay không có đủ tư cách. Lũ bay làm là thật sự mà áp dụng vào nghị định 93 là lũ bay dở đi lắm. Nói thiệt á. Nhìn ngay cả bản thân mày với bản thân phong râu phong đồ mấy thằng mà lâu quâu lũ bay đó, ở cái dạng mà thật sự có đầu mà gọi là vô tri trong ý thức, thì bây giờ bay đi làm thiện nguyện thiện đồ chẳng qua là cái cách để bay kiếm cơm thôi, chứ so với nghị định 93 là bay làm đang sai rất nghiêm trọng. Bay kêu gọi một hoàn cảnh một cách tùy tiện, bay không thông qua địa phương, nguồn tiền bay không sao kê, bay không có gọi là công bố thời gian mở và thời gian kết thúc cho một cái tài khoản trong quá trình kêu gọi. Mới làm những cái vấn đề bất chấp. Tao nói thật sự tao không moi thôi, tao moi lũ bay nó thật sự từ mà há mó đến là cá nhân là há mồm thôi. Bản thân mình thật sự có một số thằng lên bảo rằng trời ơi em không làm thiện nguyện, em chỉ đi quay hoàn cảnh, ông nội mày. Bay không làm thiện nguyện, bay quay hoàn cảnh, bay quay hài mà trong cái kênh của bay vẫn gánh số tài khoản vô. Ủa bay gánh chi vậy? Bay gánh cho cha cho mẹ bay hàng tháng chuyển tiền cho bay hả? Hay là bay gánh để cho Mạnh Thường Quân chuyển tiền? Đã không làm thiện nguyện thì đừng có nói là cái câu chuyện mà đưa số tài khoản không cho mà. Bay đang lừa đảo.
Bây giờ số tài khoản vô thật sự không có người này chuyển, người khác cũng phải chuyển thôi. Chỉ cần mày quay một hoàn cảnh mà thật sự nó khổ khổ chiếu xíu lũ bay mà bay mà cái như là diễn diễn xíu nữa là tiền vô tài khoản là thật sự như nước sông Đà thôi, đúng không? Thứ gì đâu mà bây giờ này mà nó lên vẫn còn là ma mị. Được, quý ông bà cô chú anh chị bạn thương nhiều thì chuyến đó thì nó được một khúc. Thật sự mình nói ra là mình không có nổ gì hết. Nhiều khi được ông bà cô chú anh chị quan tâm nhiều một chút thì mình sẽ được một cái là sắm đồ đẹp cho con mình nhiều hơn một tí nha. Rồi mình sửa chữa trong cái tiệm bánh mình cho nó tròn trịa hơn một chút, và mình có thể là mua thêm những cái dụng cụ để quay YouTube cho hình ảnh nó sắc nét hơn. Ủa sao mày lên mà kể mấy cái tiểu tiết đấy mà kể mà không biết nhục cái thằng kia hả? Ủa làm cái gì mà không đầu tư mày? Đó hả? Làm cái gì cũng phải đầu tư thôi. Mày đi vệ sinh cái mày cũng phải cầm cái tờ giấy mà. Làm cái gì mà chẳng đầu tư? Mà bây giờ mày lên gọi là mày kể từng cái chi tiết. Ủa mày kể nghèo kể khổ hả? Kể như vậy để cho khán giả người ta thương hả? Kể như vậy để cho mạnh thì quân trời ơi thằng này sao nó khổ dữ hả? Cho chị xin số tài khoản hả? Cái thằng ăn mày. Quý vị thấy không? Đó là cái bản chất thật sự. Nó lên thì thật sự nó không kêu gọi cho hoàn cảnh thì nó cũng phải tự kêu gọi cho bản thân thôi. Trời ơi bây giờ nó lên nó cứ nó khịa như vậy. À, bây giờ là em nó như vậy, nó khổ như vậy, em phải nuôi con, em phải nó được. Đừng có lên cái bài này nó cũ rồi lắm. Mày thân của mày, mày chơi được, mày để được thì mày phải nuôi. Mày đừng có lên mạng mày rên. Mẹ mày lúc sướng mày im ru, lúc khổ mày rên là mày rên với ai? À? Lúc sướng là mày hưởng thụ mình, lúc khổ mày lên mày rên trời ơi bây giờ tôi phải nuôi con rồi. Mày để được mày nuôi chứ bây giờ mày bắt xã hội nuôi sao được. Mày để cho đã, rồi bây giờ mày lên mày bảo trời ơi bản thân tôi còn nuôi hai đứa con. Ai bảo mà để chi bây giờ mà lên mà kể. Hả? Thấy những cái nó vô lý như vậy. Ở mà bây giờ mày lên mà chài mồi một cái mà thật sự mà lên mày còn kể như vậy nữa. Cái câu chuyện đây là không phải cái câu chuyện là mày quay như thế nào, mà nguyên cả cộng đồng mạng là người ta cảm thấy rằng Út Gà là một cái người nó xảo trá, hiểu không? Út Gà là một người xảo trá thì lũ bay phải là có những cái mà cả như là cái lời đóng góp ý kiến để mà lật trần cái bản chất của Út Gà ra để cho cộng đồng người ta thức tỉnh. Cái mục đích của cộng đồng người ta đang cần là cái điều đó. Mà lũ bay u mê lắm. Lũ bay thật sự, lũ bay là dạng dễ rách. Bây giờ bay quay Út Gà là bay phải nịnh Út Gà, bay phải đỡ Út Gà lên đầu, bay phải cẩm Út Gà chạy đi vòng vòng khắp là phố phường đó. Rồi để bay được quay phim. Ủa sao mày ăn gì mà nhục dữ vậy nắm? Mặc dù ai cũng có cái gánh nặng cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhưng mà tao thấy cái lũ bay là bay làm bất chấp. Bay làm bất chấp. Đừng có nói vấn đề là cơm áo gạo tiền cái như là trong cái câu chuyện này. Mình đã đi làm YouTube á, thì mình phải biết chọn cách để mình cái như là chia sẻ. Lũ bay chia sẻ một cái gọi là dê rách trên không gian mạng, bảo rằng người ta không đóng góp ý kiến. Khi người ta đóng góp ý kiến mất quyền lợi một chút trở lên khắp như cha chết.